số lệnh mà con xa nhà là cái số lệnh ngồi ăn cơm với bố mẹ ít đi. Khách mời ngày tham gia của chúng ta sẽ là bé Trang, trợ lý của Phương Quanh Đái Lì nha mọi người. Và sẽ vẫn có 1 triệu. Thì đầu tiên em sẽ mua hoa cho mẹ, em sẽ nấu cơm cho ba mẹ, tại vì lâu lắm rồi đi làm xa nên là ít được ngồi ăn cơm với ba mẹ, nên là hôm nay em sẽ nấu cơm. Ok mọi người, bây giờ thì cũng theo chân mấy Trang lựa bông nha. Thiệt lần đầu tiên mà tôi gói hoa luôn á, bình thường á tôi lấy tờ giấy chọt vô lên là xong rồi. Bây giờ thì tôi sẽ mua đồ nấu ăn cho mẹ tôi nha mọi người. Đầu tiên giờ vô mua rau trước, hôm nay tôi sẽ nấu 3 món: canh rau củ, đậu hũ sốt cà với trứng chiên nhà tôi nha. Để bún củ thì 2 củ. Của em hết nhiêu anh? Đã có canh rồi nha, giờ còn thiếu xương với thịt bằm để tôi nhồi đậu hũ nữa nha. Xương bao nhiêu 1 ký chị? Dạ, cha mình mua đủ đồ nấu ăn rồi nha mọi người, bây giờ mình về nấu ăn thôi. Bình thường mình cũng hay nấu cơm nhưng mà hôm nay nấu cơm mà nó lạ lắm mọi người. Không tin bữa nào mọi người thử mà quay lại hành trình nấu cơm của mình cho mọi người, cho ba mẹ mình ăn thử đi. Rất là hồi hộp nha mọi người. Bao lâu rồi em chưa nấu cơm cho mẹ với ba? Series chữ hiếu nha, là không được nói dối. Chưa, lần nào kiểu giống như cũng chỉ là phụ mẹ nấu thôi chứ đó, chứ chưa từng nấu một bữa hoàn chỉnh cho mẹ ăn mọi người. Mà mẹ mình đã làm cái công việc này suốt 22 năm để nuôi mình mọi người. Giờ tôi sẽ làm đậu hũ sốt cà cho mọi người, thịt là đã nhồi vô rồi nha. Thấy đẹp không? Hôm nay là mình nấu 3 món. Đầu tiên là đậu hũ nhồi thịt nha mọi người. Đây. Món thứ hai là trứng chiên thịt, thứ ba là canh rau củ. Em sẽ bới cơm mẹ, ba mẹ ăn nha. Bố mẹ em, cô mời bố đi Sài Gòn rồi. Đi học bao nhiêu năm nay ra đi làm là bữa nay về nấu cơm cho bố mẹ ăn này. Bố mẹ cảm ơn nhiều. Ngon. Có một lần là em nấu đồ ăn sáng cho bố em ăn nha mọi người, nhưng mà em không biết nấu sao mà em cứ thấy là em cứ đổ muối vô, xong rồi tới hồi ăn mặn chát xong rồi bố em nói chắc nói đi nói lại chắc cũng hơi lâu á. Thôi bố anh thử miếng trứng. Con cái trong nhà thì mình lớn tới từ nhỏ tới lớn thì đương nhiên là có chứ, nhưng mà xong lúc đó là thôi chứ đâu có gì đâu. Chú có buồn phiền sẵn hôm nay mình thì nói chung là cũng không thể tránh khỏi được. Nhưng mà con nó ngã rồi nó biết đứng đây là mình mừng phải không? Chứ còn ai chả bên nhà cháy sao mà trọn vẹn được. Tặng bố mẹ một bó hoa để mua cho hai con hoa đẹp. Mẹ mới tự gói luôn. Còn có một lá thư gửi tới bố mẹ. Đó giờ em chưa bao giờ viết thư cho bố mẹ. Bố mẹ ơi, năm nay con 22 tuổi. Đáng lẽ là ở cái tuổi này là các bạn đồng trang lứa đã giống con đã có thể tự lo cho bản thân thật tốt. Nhưng mà con thì vẫn chưa đủ trưởng thành, chín chắn để lo cho bố, để cho cảm thấy bố mẹ cảm thấy yên tâm về bản thân con. Con biết đó là cũng rất lâu rồi con chưa ngồi ăn cơm với bố mẹ. Số lần mà con xa nhà là cái số lần ngồi ăn cơm với bố mẹ ít đi, gặp mặt bố mẹ ít hơn. Thì con cảm thấy là con càng lớn á, con càng đi xa thì con ít được gặp bố mẹ. Đi ra ngoài á thì gặp nhiều người, tiếp xúc và va chạm khiến con ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Đôi lúc là những cái áp lực của cuộc sống khiến con chỉ muốn buông bỏ, phải về với bố mẹ. Nhưng mà con hiểu rằng á là cái cuộc sống ngoài kia nó khó khăn hơn gấp ngàn lần. Đi xa rồi mới biết đó là không có ở đâu bằng ở nhà mẹ hết á. Đây là cái lần đầu tiên mà con biết thư mà con nói những lời này với bố mẹ. Con nói những cái lời mà con cảm thấy biết ơn, yêu thương bố mẹ. Bởi vì bình thường là con không dám nói. Con chỉ muốn nói là con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con và nuôi con lớn khôn. Con cảm thấy thật may mắn nhất trên cuộc đời này khi con được làm con của bố mẹ. Mẹ dành bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng trăng khi con lạc lối, dẫu đi trọn cả một kiếp. Nói chung là con cái nó ra xã hội nó cũng nhờ trước mắt là nhờ anh nhờ em. Yeah. Nó cũng có một cái sự tiến bộ, nói chung là hơn trước. Yeah. Thế là mừng từng bước một con. Cảm ơn cái ekip của chương trình nhá. Yeah. Cũng đã tổ chức. Chứ thực tế là gia đình cũng rất là nhiều lúc rất là bận. Yeah. Nhưng mà thôi thì cũng có cái ekip làm cái chương trình như thế này thì cũng để cho con nó được nói lên một cái gì đó phải không? Đó mấy bạn, đôi khi chúng ta đi thật xa để trở về, phải đi thật xa. Ở nhà bố mẹ lúc nào cũng đợi các bạn,
khi các bạn về lúc nào cũng không một mâm cơm thật là ngon á, và mọi người muốn mình mở làm một thêm một cái bữa cơm hay là gì đó, mọi người cứ bình luận ở phía dưới nha. Và đây là series chữ hiếu, bye bye mọi người. Con thương cha lắm nhưng từ trước đến nay con chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm đối với cha. Hello mọi người, là series chữ hiếu một mở đây có mặt ở Long An, và tập hôm nay là một mối quan hệ hơi bị sâu sắc, em vợ tương lai. Yeah, hello mọi người. Phương Nguyên, em gục Phương Oanh, và như mọi người em có 1 triệu. Dạ. Để làm những cái chuyện mà em mong muốn làm với gia đình. Dạ. Bố mẹ em làm với ai? Dạ em làm với cả ba với mẹ luôn. Wow. Hiện tại là mình đang đứng ở vịt quay Vĩnh Phong, đây là quán vịt quay nổi tiếng nhất ở Sài Gòn. Mẹ mình rất là thích ăn vịt quay ở đây, còn ba mình thích ăn phá lấu với lại xá xíu, nên là bây giờ mình sẽ vào mình mua cho ba mẹ mình. Mình đã mua được vịt quay, xá xíu với phá lấu cho gia đình mình rồi, bây giờ mình sẽ đi từ Sài Gòn về Long An nha. Mình đã chuẩn bị hoa xong rồi nè, bây giờ mình sẽ đi mua bánh kem cho nhà mình nha. Thích cái này thôi nên là mình sẽ lựa cái này nha mọi người. Rồi, cái này nhiêu tiền chị? Đây nha mọi người, có bánh kem rồi nè, bây giờ mình sẽ về nhà thôi. Dạ, con có mua vịt quay Vĩnh Phong ở Sài Gòn, mà vịt quay này là mẹ thích ăn nhất, với lại con có mua phá lấu với xá xíu mà cha thích ăn nữa. Cảm ơn con. Hôm nay là ngày mà con muốn thông báo với cha mẹ, con đã đậu tốt nghiệp lời giỏi. À, tháng 3 này là con sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp. Ôi, mừng dữ nha. Con muốn mời cha mẹ Suri, chị Quanh với anh Bụng Mỡ đến dự lễ tốt nghiệp của con. À, đây là giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của trường con. Đây là bảng điểm mà con sau những nỗ lực của con trong mấy năm qua. Xếp loại tốt nghiệp loại giỏi, điểm trung bình tích lũy là 8.29. Thang điểm 4 là được 3.5. Mẹ con chúc mừng con, trời con gái của mẹ. Không gái. Dạ con mời cả nhà ăn cơm. Rồi, rồi con ăn đi. Nhà báo với cha hả? Sài Gòn mà vịt này mẹ hay thích, mẹ thích ăn nhất là vịt quay này nè, Vĩnh Phong nè, rất là ngon, da giòn, thơm, mềm. Con cha mẹ ăn ngon không vậy? Ngon lắm con. Ngon là gì? Ngon là gì? Vui mừng. Thứ nhất là vui mừng con nghe mà em được bằng tốt nghiệp rồi giỏi, nên mẹ cũng là vui mừng. Thứ nhì nữa là dịp thì mẹ cũng thích lắm. Con có chuẩn bị một lá thư với lại một cái bánh kem cho mẹ. Với cha mẹ thì thấy con học đây là hạnh phúc lắm rồi. Hôm nay là con tự lựa với tự gói tặng để con tặng cho mẹ. Cảm ơn con gái của mẹ. Đây là lần đầu tiên mà con tặng hoa cho cha mẹ. Con có viết một lá thư cho cha mẹ. Giờ cha mẹ nuôi lớn nhiều. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với con. Từ trước đến nay con luôn là người đứa ít nói và ít chia sẻ với ba mẹ nhất trong nhà. Người con đặc biệt dành lời xin lỗi là cha. Nhưng trong thời gian qua con biết con đã làm cho cha buồn rất nhiều. Con thương cha lắm nhưng từ trước đến nay con chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm đối với cha. Trong gia đình con ít nói chuyện với cha nhất và cũng ít hỏi han cha nhất. Con biết gia đình mình đã trải qua rất là nhiều chuyện khiến gia đình mình buồn. Nhưng mà cha mẹ, chị Oanh, Suri và ngôi nhà này là chỗ dựa vững chắc nhất cho con. Nên là con không muốn những điều tiêu cực bên ngoài xã hội sẽ làm chia rẽ gia đình mình. Con rất là mong gia đình mình sẽ luôn sống hạnh phúc bên nhau. Cha mẹ sẽ không phải lo nghĩ điều gì, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Suri và chăm sóc cho mái ấm này. Sau này con lớn lên con không còn bên cạnh cha mẹ nhiều nữa, nên là con mong cha mẹ sẽ phải luôn thật khỏe mạnh để nuôi Suri nên người. Con thương cha mẹ nhiều lắm. Đã cha mẹ đã lớn tuổi lắm rồi, nên là cha mẹ không còn có nhiều sức khỏe để mà có thể chở Suri đi chơi, hay là nhất Suri đi tầm sen, hay là đi suối tiên giống như tụi con ngày xưa. Nên là con sợ Suri nó lớn lên mà nó không có tình thương của cha mẹ nhiều như tụi con thì nó sẽ không nên người. Con mong ước cha mẹ sẽ dành thời gian nhiều hơn cho Suri. Hiểu ý con, với đây chị con rồi, từ này về sau nói chung là mẹ nó quan tâm Suri nhiều hơn. Cha mẹ nó cũng đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm rồi, cũng khổ lắm, tức giả lắm mới có được ngày hôm nay. Nhưng mà cha thì cha không sẽ sợ lắm, mất của gia đình nữa, cái dựng lên nó khổ khó khăn lắm, nhưng mà đang dở nó rất là mau. Nhưng mong các con có thông cảm thì tha lỗi cho cha mẹ, dù cha mẹ có trạng gì dù thế nào nữa cũng là con
cũng là con của cha mẹ. Cha già rồi đúng không? Mắt kém, tay chân thì run. Cha già rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung? Đôi khi á mọi người, giọt nước mắt của người cha á lại nuốt vào trong. Có những thứ mà người cha không biết chia sẻ với các bạn thế nào á. Thì đôi khi chúng ta cũng thấy là người con cũng phải cởi mở trước. Bây giờ thì mình đến nhà dùm cho. Vui lên nào, vui lên.